What are you doing? I'm making my own pasta. Okay, noodles, right? Yes. I bought this pasta machine. Oh, long time ago. A couple of years ago. Pasta. Oh, you make it from this one in first, right? Yes. Oh, you put need the nail. Okay. Machine dough so easy. Yes. So you divide by five? Yes. Oh, wow. Make a lot of already. Make it small and big, right? Right. Hey, các bạn, hôm nay bà xã làm bánh mì, y làm mì chứ, làm mì. À, này là mì trứng, à, nghĩa là hai trứng với một cái lòng đỏ vô trộn vô là có hành nữa chứ. Có hành á. Hả? Ôi nhìn tôi. Yes. Oh, có hành nè, có mè nữa. Oh. Đó. Sẽ như là dùng máy để nhồi bột xong rồi mới bắt đầu cắt ra thành 5 cái rồi làm what number đây? Number one. Số 1 trước và các bạn đã theo dõi. Okay, good now. Okay, good. Get the small bit.